Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Và trong tập podcast này, mình sẽ nói về một chủ đề mà có lẽ đây là lần đầu tiên mình nói trên Ba Chấm, đó là về tình yêu. Bản thân mình thì cũng không phải là cái người có quá nhiều kinh nghiệm cho tình yêu, mình nói thật. Cho nên là mình rất là hạn chế chia sẻ về cái vấn đề này. Podcast này được mình đọc lại từ những bài viết cũ. Nhưng mà mình nghĩ là đâu đó có thể là đối với mình trong hiện tại nó vẫn còn phù hợp với một số người. Cũng có thể các bạn sẽ tìm thấy điểm chạm đâu đó khi mà các bạn lắng nghe những dòng chia sẻ tự sự này. Ok, mời các bạn cùng thưởng thức. Tôi không thích gặp yêu. Phần 1. Có một sự thật. Con người là sinh vật sống dựa trên cảm xúc. Nhờ có cảm xúc, con người mới chính là con người chứ không phải thứ loài nào khác. Đỉnh cao của cảm xúc chính là tình yêu. Dù trong bất kỳ trạng thái nào, nhen nhóm, bùng cháy, le lói, tình yêu cũng là thứ cảm xúc thắp sáng lên sự sống cho thế giới trên trái đất này. Có một sự thật. Con người, khi đến một mức phát triển, độ tuổi nào đó, không còn muốn yêu và được yêu nữa. Đó là tình yêu nam nữ, giữa hai cá thể khác nhau về giới tính. Tất nhiên, những cảm xúc khác của tình yêu, con người vẫn cần. Nhưng, theo thời gian, chúng cũng sẽ dần lụi tàn, như một tính từ mà chúng ta vẫn thường dùng, vô cảm. Tôi không thích hợp để yêu và được yêu. Có lẽ vậy. Tôi biết nhiều người trong thế hệ Gen Z hay kể cả là Gen Alpha sau này cũng như vậy. Họ thích được làm mọi thứ một mình. Muốn có mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu, không ràng buộc, sống độc thân, tách biệt khỏi gia đình, tự chủ mọi thứ. Nếu bạn hỏi một người trẻ bất kỳ mong muốn của họ về cuộc sống sau này, tôi tin chắc rằng câu trả lời sẽ đúng hơn 50%. Với những nhận xét trên, tôi không thích hợp để yêu và được yêu. Tôi không chắc, vì thỉnh thoảng trông thấy những cặp đôi quấn quýt bên nhau, tôi vẫn thấy đôi chút chạnh lòng. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời và chúng qua đi nhanh chóng. Mặc dù đôi lúc cảm giác muốn có một người bên cạnh để có thể gửi gắm những chia sẻ vẫn âm thầm len lỏi và từng ngóc ngách của tâm hồn. Tôi không thích hợp để yêu và được yêu. Với ích kỷ, đây là bản chất xấu xa nhất trong con người. Tôi nghĩ vậy. Dù cho bao biện bao nhiêu lý do, chúng vẫn là thứ khiến chúng ta phải chịu đựng những cảm xúc không mấy tốt đẹp. Chẳng vậy mà người ta vẫn nói, cái ích kỷ chỉ có thể sống một mình. Tôi không thích hợp để yêu và được yêu, vì sống cho bản thân. Thành thật, sống cho bản thân là cụm từ lấp liếm để che đậy cho sự ích kỷ và vô cảm. Nói một cách tiêu cực, đó là luận điệu đầy xảo trá và dối lòng. Ý nghĩa thế nào? Các bạn hãy là người tự cảm nhận và có quyết định riêng của mình nhé. Còn những người độc thân, các bạn vẫn đang ổn chứ? Tôi không thích gặp yêu. Phần 2. Tôi vừa chối bỏ một mối tình. Anh bận. Lời sau cuối, tôi nói em đừng theo đuổi tôi nữa. Đừng cố gắng tiếp tục mối quan hệ này. Dù tôi biết, những lời này của tôi có thể khiến một trái tim tổn thương sâu sắc, khiến cảm xúc bị vấy vết nhơ, chẳng thể gột sạch. Nhưng tôi vẫn nói và chấp nhận điều đó cho con quỷ ích kỷ ở trong mình. Tôi không thích hợp để yêu và được yêu, vì cảm thấy tình yêu thật vô vị. Đừng vội nghĩ rằng tôi quy chụp,
Tôi có cơ sở để nói điều đó, bởi tôi đã từng yêu rất nhiều. Tình yêu đối với tôi hiện tại thật vô vị. Tôi chẳng thể nhớ nổi cảm xúc trong những ngày yêu nồng cháy, trong thứ cảm xúc thuần túy, chân thật, giản dị, không pha trộn với bất kỳ điều gì. Tôi chẳng thể nhớ cảm xúc trong những lần cùng người đó rong ruổi trên những chuyến xe về miền xa lạ, nơi ở đó chỉ có tôi và tình yêu của mình. Thứ cảm xúc phóng khoáng, bay bổng và đầy phiêu du. Tôi chẳng thể nhớ cảm xúc con tim khi rung động trước một người con gái. Thứ cảm xúc dâng trào hừng hực trong lòng, cuộn chảy tựa nham thạch núi lửa, nóng bỏng và đậm sâu. Tôi không thích hợp yêu. Tôi chợt nhận ra sau 3 tháng năm kể từ khi mối tình cuối cùng kết thúc, tôi chẳng còn cảm xúc muốn yêu và được yêu. Chìm đắm trong công việc khiến tôi nhận ra bản thân mãi mãi chẳng thể trở về như trước. Cảm xúc cũng theo đó mà tuột trôi. Chẳng biết từ khi nào tôi đã trở nên lạ lẫm với mọi người xung quanh. Không một ai nhận ra tôi của ngày hôm qua đã từng như thế nào. Bây giờ, đối với họ, tôi trông như một cỗ máy lạnh lùng và vô cảm. Lần đầu nhìn anh, thứ đầu tiên em cảm nhận được đó là sự lạnh lùng. Nói thật, nhìn nick của ông bạn, tôi nghĩ ông là người rất bận rộn. Đó là những lời mà một số người họ nhận xét về tôi. Tôi không thích hợp yêu. Từ trước giờ vẫn vậy. Tôi cũng chẳng hề muốn chối bỏ điều đó. Cái thứ suy nghĩ về nơi tiêu đề luôn khiến tôi phải nghĩ ngợi về bản chất của tình yêu. Nó khiến tôi hoài nghi chính bản thân mình và tự vấn lương tâm. Liệu trong tình yêu, thứ nhất thiết phải hợp mới yêu được không? Có một sự thật. Con người khi đến một mức phát triển, độ tuổi nào đó, không còn muốn yêu và được yêu nữa. Đó là tình yêu nam nữ, giữa hai cá thể khác nhau về giới tính. Đây là câu văn bị bất lỗi nhiều nhất của tôi. Kỳ thực, cho đến bây giờ tôi vẫn thấy nó đúng và sẵn sàng bảo vệ quan điểm này đến tận cùng nếu có bất kỳ sự xúc phạm nào xảy ra. Họ có đang nhạy cảm quá chăng? Hay chính bản thân những người đó không dám chấp nhận để thừa nhận sự thật này? Rằng đến một khoảng thời gian tại một thời điểm trong độ tuổi bất kỳ, chúng ta không còn muốn có được thứ cảm xúc này và cũng chẳng muốn đón nhận nó. Không thể phủ nhận đây là một quan điểm có phần tiêu cực. Như trong bình luận của một bạn nào đó, người ta nói câu này khiến mỗi cá nhân bị mất niềm tin vào cuộc sống. Vậy ra, cuộc sống thật đơn giản. Chỉ vì một câu nói, một bài viết, con người dễ dàng đánh mất niềm tin đến thế sao? Chúng ta cần hiểu con người là sinh vật đa cảm. Chúng ta không thể bay cao mãi với những cảm xúc hay trầm lắng mãi với nó. Cuộc sống là một bản hòa ca. Cảm xúc là những nốt nhạc. Có lúc thăng, lúc trầm. Bởi vậy chúng mới tạo ra thứ gọi là giá trị sống. Vậy nên, tôi không thích hợp để yêu và được yêu. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là lời bộc bạch trải lòng của một con người đang gặp trông tranh trong tình yêu. Nếu tôi bị trầm cảm, tự ti hay bất kỳ sự quy chụp tương tự nào như những tính từ họ đã dành cho tôi, thì có lẽ giờ đây tôi đã chẳng có thời gian để ngồi viết những dòng này. Thay vào đó, tôi sẽ sống trong tình yêu cuộc đời mình, hoặc sống trong căn phòng với 4 mặt tường trắng bệch. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập podcast này. Hy vọng là những ai mà đang gặp khó khăn trong tình yêu, cảm thấy trông chênh vì nó, hoặc không thích, không hợp để yêu, mong rằng các bạn sẽ tìm thấy nhiều sự đồng cảm hơn cho tập podcast này và các bạn không cô đơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp bài chấm tách cà phê nho nhỏ nha.
vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm off.